500 nghìn, 2 tờ là
là ngay một kiểu là quá quá mình nói thiếu một triệu hai triệu chiều có một hai một tuần hai tuần thì đúng và thiếu làm sao mà tới mấy cuộc gọi 10 là 19 triệu là 38 tờ làm sao cứ đến cứ 38 tờ mà trong khi chị có nói tiền tôi bút trong hàng thì một cặp 8 triệu một cặp 60 triệu là tao lấy thêm 2 triệu ra là còn 40 triệu của mọi nhà mà sao nó cứ như vậy đó mà con biết của con bố con nói ai đấy con nói ổng đến con nói ổng đến nhưng mà không đến đâu bố con nói mày đến con nói gì ai mà con không được cái tiền con không được cái tiền xong rồi con về con cũng không biết làm thế nào cái xong rồi chị con xin nghỉ con biết nói thôi con đã nói con thiếu 19 triệu con nhà trả cho con 19 triệu bố con đó hai lần đây hai lần hai lần đồng chỉ xìu thôi chúng ta ăn lên đi bia bây giờ đang chuẩn bị đi đi không mới phát tài ra dạ cũng vậy thôi em phát tài phải nếu là tâm đầu tâm tội chứ hy vọng thôi năm nay năm nào giảm đó thôi năm nay tốt năm nay mọi người luôn mọi business luôn thời năm ngoái với năm nay luôn trên cái hữu của cái năm nay rồi mấy chuyện nào ở đây á ai cũng nói lời chết hết lời chết quá có nói là ý vui là ý nếu nổi mà chờ một ngày chờ không biết có bao nhiêu người vô nó quá tệ chạy cũng quá tệ kinh tế xuống rồi không có người kinh tế xuống quá rồi.
Mm-hmm.